đi du lịch Nhật Bản nếu như bạn bỏ qua Kyoto thì thật là thiếu sót. Vì vậy, trong tập của ngày hôm nay, mình sẽ tổng hợp tất tần tật hành trình của mình trong vòng 4 ngày tại cố đô của đất nước mặt trời mọc. Nếu bạn đang tìm thông tin để thiết kế cho mình một lịch trình thật chi tiết tại thành phố này, thì hãy click vào playlist đang được hiển thị trên góc phải của màn hình. Vương quốc Nai Nara, Thanh Thủy Đền, hay đền nhìn cổng Fushimi Inari chắc chắn phải có trong hành trình Kyoto của bạn. Vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy cùng mình khám phá tập tổng hợp về Kyoto trong vlog của ngày hôm nay nha. Về cái chỗ ngồi thì hình như bạn mình nói là bên DE đi từ hướng của Tokyo về Tokyo về Kyoto sẽ nhìn được nước Fushi. Còn nếu như mọi người đi hướng ngược lại thì ngồi ở ABC. Ở đây là tiếp viên của hãng Shinsanken. Sao ạ? À? Có gì để trình diễn ạ? À? Cái này đã làm gì ạ? Sử dụng những cái này ạ. Trời dữ vậy trời. Không ạ. Ê, đeo cái khăn nó giống Bamboo Airways đó. Đúng rồi. Dễ sợ. Đây ạ. Còn ở dưới có một cái bàn đạp nha mọi người. Đạp để xoay cái ghế. Wow. Rồi xoay lại. Đây là cho dành cho group. Ồ, đi chung 6 người thì sẽ là như vậy luôn. Hay quá vậy. Anh tiếp viên thân thiện. Ồ, nó có cái trục xoay ở đây. Wow, nhiệm màu. Dữ gì trời, quá trời quá đất sợ hãi thiệt chứ. Bây giờ thì mình đang chạy đi mua một số thức ăn để một lát ăn ở trên tàu. Trời quá trời loại luôn, và cái nào nhìn cũng rất là xinh. Ok, mình sẽ đi tính tiền với hai món này. Đúng 5 giờ 21 phút cái kịch là tàu chạy nha mọi người. Là ở Nhật năm mấy tối thui rồi mọi người. Vậy thì thấy nước Phú Sĩ kiểu gì? Bye bye Tokyo. Bye bye. Đây là cái bàn ăn linh đình của tụi mình. Và đây là hai cái vé. Mỗi vé là 13.320 yên. Đào ví quá. Khoảng 2.500.000 nha mọi người. Nhưng mà so với việc mà đi máy bay thì sẽ đỡ mất thời gian hơn rất nhiều. Và vé máy bay thì nó cũng tương đương. Đi cái line Nozomi này thì mất khoảng 2 tiếng đồng hồ sẽ đến được với lại Kyoto. Còn nếu như mà đi line màu đỏ, mình không nhớ tên, Hiraki thì sẽ là khoảng 2.5 tiếng. Còn cái line chậm nhất màu xanh dương thì sẽ mất khoảng 3-4 tiếng. Có đồ thì nước từ và khăn giấy nước cơm của mình. Tụi mình đã tới được trạm Kyoto rồi. Wow. Welcome to Kyoto. Tụi mình đã tới được khách sạn rồi, Beast Hostel Kyoto, nằm sát cạnh bên trạm tàu luôn mọi người. Đi bộ khoảng 10 phút là tới ha. Và đây là khu vực lễ tân. Và đây là phòng của tụi mình ở Kyoto. Tụi mình đã hoàn thành xong thủ tục gõ 3 cái nha mọi người. Cái phòng nhỏ gọn hơn ở Tokyo rất nhiều. Đây là một cái bồn để rửa mặt. Phòng này thì không có phòng tắm riêng cho nên là sử dụng phòng tắm chung. Có nước rửa tay ở đây, có máy sấy ở đây, khăn giấy ở đây, một cái ghế nhỏ nhỏ và khu vực giường ở đây đó, chỉ vậy thôi mọi người. Có khá là nhiều những cái móc ở đây, cửa sổ đằng kia và có một cái tivi ở đây nữa. Accommodation khá là ok nha. Ở dưới lầu thì có phòng tắm chung và ở bên đây thì có để sẵn gói nè, flip flop các thể loại. Mình ưng cái khách sạn này quá mọi người ơi, rất là đáng yêu luôn, thiết kế rất là ok nha, vibe cũng rất là thích luôn.
Hello, chào buổi sáng mọi người. Hôm nay là ngày thứ nhất của mình ở Kyoto. Và hiện tại nhiệt độ buổi sáng của ngày hôm nay là rơi vào khoảng 14 cho tới 15 độ. Ở đây đây là khu vực ban công của khách sạn mình ở. Đây, cái logo khách sạn đây. Tụi mình mới mua được vé đi Arashiyama bằng lai tàu màu tím của JR. Okay, đây là vé 240 yên mọi người ha. Bây giờ kiếm tàu đi lên thôi. Tiện đây là Tokyo Station, ở lộn Kyoto Station. Kiến trúc rất là đẹp luôn. Many, many minutes later. Bây giờ thì mình đã đến được trạm Sara Agashiyama. Tàu mình mới xuống ở đây mọi người ha. Cái trạm này rất là đông luôn. Nó đi vào cái khu vực rừng trúc, một trong những cái địa điểm du lịch hấp dẫn nhất ở Kyoto. Hội đông dã man luôn á. Từ đây thì chúng ta sẽ phải đi bộ vô rừng trúc ha, chứ không phải là tới liền. Khoảng cách từ trung tâm Kyoto ra tới đây mất khoảng 15 phút. Khu vực này có rất là nhiều tiệm để cho mọi người mướn kimono hoặc là yukata ha. Giá đây mình thấy là kimono rental and sale 3.000 yên. Chắc là cho một buổi luôn đó. No reservation cũng ok luôn đó. Rất là nhiều ở trong đây luôn nè. Bây giờ thì mình đang bước vô thử cái Randen Arashiyama Station, nơi có một cái gọi là rừng kimono. Và đây là cái khu mà đi hai bên toàn bộ là cái khu rừng kimono. Ở trạm tàu này thì thường xuyên có những cái toa tàu được trang trí như thế này nè mọi người. Rất là đẹp luôn á. Cái khoang của nó nhỏ lắm, chỉ có đúng một khoang ở đây thôi. Chắc chở được cỡ 100 khách mình nghĩ. Nó trang trí rất là nhiều hình nha. Bữa đây là hình kimono với lại những cái bánh nè. Còn có những ngày khác là có hình mèo Kitty nè. Có hôm có Pokemon nữa. Rất là đẹp. Đây là dòng khách bước ra. Và cũng là rừng kimono ở đây. Bên đây là cổng đi ra. Bây giờ thì mình đang trên đường đi vô đền Tenryuji. Đây là một trong những cái đền được công nhận là di sản văn hóa thế giới ở Kyoto. Tụi mình ghé vào ăn mochi kẹp dâu. Arigato gozaimasu. Vâng, mọi người ơi. Có gì ạ? Mình có giới thiệu cho mọi người biết trong đó có gì không ạ? Trong đây có đậu đỏ và trái dâu. Trái dâu với lại bột ở ngoài là bột mochi nha mọi người. Ok, xin mời. Múc một cái nha mọi người. Trái dầu mọng nước luôn. Ngon. Ngon ha. Xuất sắc. Sự hòa quyện. Sự hòa quyện. Và sự chua. À, sự cầu và sự chua. Ờ, ok. Và bây giờ thì mình đang bước vào rừng tre. Một trong những biểu tượng của Kyoto. Bây giờ thì đang khoảng bao nhiêu giờ rồi? 11:40. Rất là đông luôn, không thể nào chụp được hình luôn á. Nhưng mà không khí trong đây rất là mát luôn nha. Ở hai bên đó mọi người, người ta sẽ có những cái hàng rào như thế này nè. Lấy những cái cành tre trúc mà bị khô á, người ta ghép thành cái hàng rào. Và ở trên thì là những cái rặng tre và trúc tươi. Đẹp quá. Mát quá ha. Wow. Giữa cái đường tre trúc thì có những cái lá phong chen vô nữa. Nhìn thích ghê. Và ngôi đền đầu tiên mà mình đến là Nonomiya. À, có cái cổng Tori ở bên trong kia nữa kìa. Wow. Wow.
phía bên trong này thì còn có thêm những cái ngôi đền nhỏ nhỏ hơn nữa, và cũng có những cái mảnh gỗ. Điều đặc biệt là mình thấy cái tori ở đây xinh quá. À, có một cái đền ở trong đây. Những cái tori màu cam nằm giữa rừng trúc xanh, xinh quá trời luôn. Đầu đường vào rừng trúc thì có một cái quán bán mochi với lại khoai nha mọi người. Xếp hàng khá là đông luôn á. Mình đã suy nghĩ không biết có nên xếp hàng hay không. Đông quá, cái hàng dài ơi là dài luôn. Đây, cái chỗ này. Đây là cái cây mochi mà tụi mình mới mua được. Có 3 cái, lần bạn mình ăn hết 1 cái. Giờ mình sẽ dọng một cái một lượt luôn. Oishi. Cái nước sốt nó mặn mặn, ngọt ngọt, rất là ngon. À, thì ra là cái vị bữa giờ tụi mình ăn mà mặn mặn ngọt ngọt là sweet soya sauce, nước tương ngọt, cho nên nó mới ngon như vậy. Nhìn nó đầm đìa sốt luôn mọi người, lấp lánh lấp lánh. Đi ngang đây thì có một cái bánh hình con gấu rất dễ thương mọi người. Mình thấy đâu đó review rồi mà mình không nhớ. Giờ quyết định mua ăn thử. Chứ nó hơi bị lạ. Ăn bằng đợi con gấu rồi. Phải nhờ bọn ông mới ngon. Mình đang trên đường đi ra phía cây cầu gỗ ở phía sông của Arashiyama. Thôi cái đường này lúc nào nó cũng đông luôn đó mọi người. Đó, nhộn nhịp, người ta mặc kimono đi lại rất nhiều. Bây giờ đang là khoảng 1 giờ trưa. Tụi mình đã ở đây gần 4 tiếng đồng hồ. Trời ơi. Đây là cây cầu bắc qua bên kia sông của Arashiyama. Wow, trời ơi, nguyên một cái tầm mắt của mình phóng về phía của khu rừng ở phía bên kia luôn. Đẹp quá. Lần trước mình đi ở ngoài này vội vã lắm, cho nên lần này mình đi mình thích quá nè. Rồi, ở bên đó nguyên một rừng lá vàng lá đỏ luôn. Và đây là khu vực thác và cây cầu gỗ. Tuyệt vời. Mình đã tìm được cái bảng giá xe kéo ở đây cho mọi người. 30 phút thì sẽ là 9.000 cho một người và 10.000 cho hai người. Đó, cứ như vậy thời gian mọi người muốn đi mà nhân lên ha. Trời, cái giá cao nhất là 210 phút, 57.500 yên cho một người và hai người là 69.000 yên. Mắc quá. Và vô cái rừng tre hồi nãy có những cái khu vực riêng để chụp hình với lại cái xe kéo này luôn. Ô, nắng khủng khiếp là nắng rồi mọi người ơi. Tụi mình chạy đây. Nắng quá. Nắng muốn xỉu luôn á. Đi ra ngoài cái khúc sông cái đứng chụp hình một xíu mà nóng ơi là nóng. Có rất là nhiều xe kéo ở bên đó ha. Mọi người có thể bắt đầu từ đây và đi vô phía bên trong theo cái cuộc hành trình đi về cái rừng tre. Ở trong kia thì có dịch vụ mướn thuyền để chạy ở trên cái dòng sông luôn. Ôi rồi, đông quá. Ai cũng đứng lại đây để chụp hình hết, cho nên là rất là đông người ở trên cái cầu này. Phía về bên này thì thấy núi non nhiều hơn. Bên đây thì thấy cái rừng. Vô mùa thu chắc chắn là nó sẽ rất đẹp vì nó đổi màu lá nè. Địa điểm tiếp theo của tụi mình sẽ là Gion và Yasaka Temple. Cho nên là đi số 11 sẽ là hợp lý nhất. Chuyến tiếp theo sẽ là 2:20. Bây giờ thì mình đứng chờ xe bus ha. Sử dụng chỗ này. Ôi, xe 11 của mình đã tới.
chùa Yasaka. Hình như cái tháp đó tên là Yasaka Dori. Mình cứ search ở trên Google á, mọi người không biết được cái tên chính xác của cái ngọn tháp này là cái gì. Nhưng mà đây là một trong những cái biểu tượng của cái khu vực này. Ai đi tới đây cũng chụp hình cái tháp. Kiểu giống như cái tháp là ở trung tâm của cái khu vực phố cổ này. Và xung quanh tất cả các hướng đều nhìn thấy cái tháp này. Ôi, cái tháp trong nắng chiều hoàng hôn đẹp quá. Thời điểm thích hợp nhất để cho mọi người đến chụp hình được cái tháp này một cách trống trải nhất, đó chính là vào buổi sáng sớm hoặc là buổi tối nha mọi người. Buổi tối lên đèn cũng rất là đẹp luôn. Ta ta. Bên cạnh cái Yasaka Dori thì có một cái đền khác. Cái đền này khá là thú vị. Mình thấy treo xung quanh này á, là những cái hình như là những cái miếng vải bọc bông ở bên trong và có viết điều ước lên trên. Chứ nó không còn là những cái miếng gỗ giống như những cái đền khác nữa. Rất là nhiều luôn. Dày đặc ở trong này luôn mọi người. Và mình đã mua một cây này mọi người ha, giá là 700 yên. Đây là bảng giá nha, ngay khu vực đền Yasaka luôn. Arigato gozaimasu. Họ sẽ lấy trái cây vừa tươi ở trong kia nhúng vô cái đường ở đây. Arigato gozaimasu. Đây rồi. Đây, ngay cái đời luôn. Ok, ăn thôi. Từ cái dốc lên lúc nãy thì mọi người tới khu vực đền và đi tiếp lên trên nữa thì sẽ có những cái photo spot để chụp được cái đền rõ hơn, rất là đẹp về phía này ha. Bây giờ đang nắng chiều xuống nè, quá là đẹp luôn. Bây giờ thì tụi mình đang lên đường, lên dốc, trên đường lên dốc. Thở quá thở, đi lên Thanh Thủy Đền. Hiện tại con đường lên đền siêu đông luôn mọi người. Để mình quay cái cảnh này cho mọi người coi. Cuối cùng cũng đã tới được đền rồi. Yeah. Wow, ánh hoàng hôn chiếu vô hai cái cổng đền đẹp quá. Ở phần này chỉ là phần cổng đền thôi nha mọi người. Còn cái đền Thanh Thủy thì nó nằm tuốt ở bên trong. Bây giờ thì mình sẽ đi vô Thanh Thủy Đền. Đây là cái vé nè mọi người, 400 yên cho một người ha. Lần trước mắc cười lắm, mình bỏ 400 yên vô. Mình vô đúng khu vực này, xong ở trong sửa chữa, không coi được gì hết luôn. Có cái gì ở đây vậy ta? Để xem có cái gì thú vị. À, nhấc lên hả? Đầu để thử coi, bạn mình hãy thử nhấc lên coi nhấc đổi cái gì không. Ừ. À, không lên. Để mình thử nha. Một tay là không nổi. Ừ, cứng lắm. Ủa vậy thì đôi dài thì sao? Ủa, cũng nhúc nhích được thôi.
Kiến trúc đền này rất đặc biệt, có những cái hàng cột ở bên dưới đan chéo với nhau. Trời ơi đẹp quá à. Wow. Tụi mình mới ngắm hoàng hôn ở trên chùa xuống xong. Đây là cái đường đi lên chùa lúc nãy nè. Và đây là cái khu vực hứng nước ở trên suối chảy ra. Mọi người có thấy người ta đang có những cái cây ở bên trong đó không? Thì mọi người sẽ lấy một cái cây đó để hứng cái lực nước ở trên ba cái dòi chảy xuống này. Đó. Thì hứng được nhiêu thì mình uống bấy nhiêu. Cái cây đó rất là dài luôn mọi người, cho nên là khi cầm một tay mà chỉa ra hứng đó, cũng hơi bị khó nha. Lực nước hôm nay có vẻ yếu nè. Lần trước mình đi cái lực nước nó mạnh lắm, đưa cái cây ra là ngất ngư luôn, không hứng được một miếng nước nào. Và đây là góc phố cổ về đêm. Ở đây thì có một cái Starbucks. Starbucks này khá là đặc biệt, ở trong hình như là được trải bằng chiếu truyền thống của Nhật Bản, tatami. Hello, chào buổi sáng mọi người. Hôm nay là ngày 2 của tụi mình ở Kyoto và mình đang chuẩn bị mua vé đi Nara. Chuyến tàu của mình sẽ khởi hành vào lúc 8:45 và bây giờ đang đứng chờ mua vé. One hour later. Và bây giờ thì tụi mình sẽ bắt đầu đi khám phá những ngôi đền cũng như là khu vực Nara Park. Ở phía trong cái khu vực đó sẽ có rất nhiều những cái con na dễ thương. À, khoảng cách di chuyển từ ga Kyoto vào sáng nay đến Nara là khoảng 1 tiếng 10 phút. Đây là khung cảnh của đường phố Nara sáng nay. Nhiệt độ bây giờ rơi vào khoảng 18, 19, 20 độ gì đó. Khá là dễ chịu luôn. Khu này thì sẽ là cái khu đường chính dẫn vào Nara Park. Mình sực nhớ ra là nếu như mọi người đi Osaka thì mọi người sẽ đến được cái trạm mang tên là Kin Tetsu Nara, nó nằm ở đằng kia, hướng của Osaka lên Nara ha mọi người. Còn nếu như đi hướng của Kyoto giống mình ngày hôm nay thì nó sẽ ra từ trạm JR từ phía đằng này đi lên. Và như mình nói, mình đã thấy con nai đầu tiên, hai con luôn. Và ngay cạnh đó là cái quầy bán đồ ăn cho nai. Ở đây có một cái quầy Deer Racker, giá là 200 yên cho một cái sắp bánh ha mọi người. Và tụi nó đã xuất hiện ở ngoài này rồi. Mấy con này rất là háo ăn nha mọi người. Mọi người mà có đồ ăn là bắt đầu nó sẽ bu vô. Đây. Ba con. Ô, nhiều quá, nguyên một đàn luôn. Cả đàn luôn. Có chào không ạ? À? Chào không, không chào, không có đồ ăn không chào. Chào kìa. Trời, tụi nó chào liên tục luôn và chưa có đồ ăn để cho tụi nó. Rồi, chào thử coi nó chào không. Dễ thương chưa. Chào kìa. Chào nhau cái cày. Kìa, người ta chào kìa. Dễ thương quá. Không có gì cho con ăn hết, chưa có mua. Mới vừa vô hay là gặp nguyên một bầy luôn mọi người. Mấy cái bạn nai thì cũng thông minh lắm nha. Thấy chỗ nào mà có cái khu bán mấy cái đồ ăn đó là bắt đầu bu lại ngay cái chỗ đó. Thế nào cũng lừa được du khách mua đồ ăn cho mình.
A few moments later. Ê, bạn ơi. Ê, bạn gì ơi? Bạn gì ơi? Bạn ơi. Mình đang bị phớt lờ nha mọi người. Rồi, hãy xem bảo bối của ta đây. Ta-da. Ê, bạn ơi. Đây là bạn. Bạn ơi. Bạn gì ơi? Chào mình cái không? Chào mình cái không? Bảo xin cái nè. Mấy đứa này nó thật dụng lắm mọi người ơi. Đây để mình nhờ bạn mình quay giúp mình. Chào nhau chưa? Nó không chào, không chào, không chơi. Bye, tắt. Cách chào nhẹ. Nè, chào thử mấy đứa này. À, dễ thương. Từ chào nhau cái đã. Chào nhau đó. Chào điên luôn. Thương. Nè bé lớn lại kìa. Chào không? Ủa. Thôi mày giữ quá cho mày ăn đâu. Như cho anh chào chào nhỏ rồi mà. Thôi giữ. Chào nữa kìa. Chào điên. Cảm ơn. À, dễ thương. Và đây là món mì chấm của mình. Ở bên Thái thì mình ăn cộng soba, nhưng mà qua bên đây thì mình ăn thử cộng udon. Udon này udon dẹp luôn. Chấm với lại nước tương ở dưới này nè mọi người. Có wasabi và hạt. Ok, itadakimasu. Cái nước tương trong này nó không hề bị mặn luôn nha mọi người. Cái cọng mì này ngon quá. Cọng udon này xuất sắc. Ôi cọng mì đã chứ nè. A few moments later. Đền mình đang đi vô mang tên là, ôi trời nhiều đền quá, bây giờ sợ không biết đền nào với đền nào luôn á. Kasuga Taisa. Cái khung cảnh trong đền rất đẹp luôn mọi người. Có những cái cột đá, rồi nắng xuyên qua cái tán lá trên cái cành cây lá phong. Ôi đẹp quá. Có rất nhiều lối dẫn vào đền luôn. Mình sẽ đi tìm lại cái ngôi đền mà mình đã chụp hình vào năm trước. Hello. Có phải bé Nai năm xưa không? À, mình đã tìm được cái khu vực mà mình chụp hình năm trước rồi. Đây. Giữa những hàng cột có một cái cổng tori. Cũng có một con Nai đứng ngay đó. Ok. Có phải bà Nai năm xưa không? Mình sẽ để cái hình năm trước mình chụp ở đây cho mọi người coi. Và đây là cái hàng cột nơi mình để cái điện thoại. Và đây là cái đền ở trên cái hình đó. Trời ơi, vẫn đẹp như năm nào. Sắc quá. Wow. Mình phải tái hiện lại cái hình này mới được. Mê quá. À, có phải bạn Nai năm xưa không ạ? Năm năm trôi qua là bạn già như vậy rồi đúng không ạ?
Bây giờ thì tụi mình bắt đầu đi vô ngôi đền chính ở khu vực đền Nara. Ở khu vực Nara này, đó là đền Todaiichi. Trời ơi, rất là đông luôn mọi người. Để mình đưa mọi người lên cao một xíu. Những bà nai ở đây vẫn rất là ê hề nha mọi người. Tràn ngập vào cái shop của người ta luôn. Quá trời. Đây nè, đầy đủ các tư thế nha, ngủ trước shop, ngủ trên cầu, ngủ trước chùa. Trời, cái cổng đền ở phía trước rất to luôn mọi người. Mình mới vừa đọc được thông tin thì đây là cái ngôi đền đang giữ cái kỷ lục thế giới về cái chánh điện bằng gỗ to nhất thế giới. Và mặc dù là cái chánh điện này thì được phục hồi vào năm 1692 là chỉ bằng 2/3 so với cái kích cỡ ban đầu thôi đó, mà vẫn đang giữ cái kỷ lục thế giới rồi. Vậy thì cái kích cỡ ban đầu nó to tới cỡ nào? Wow, đẹp quá, to dã man luôn. Đây là bảng giá vé ha mọi người. Đi vô cái khu vực Red Buddha Hall, tức là cái chánh điện á, thì là 600 yên cho một người lớn và 300 yên cho trẻ em. Một trong những pho tượng Phật bằng đồng lớn nhất ở Nhật Bản. To quá. À, và ở đây có một cái hoạt động rất là đặc biệt nha, là cái cột này nó có một cái lỗ để cho các bé chui qua. Ôi, chui qua được vừa nè. Yeah, đã chui qua vừa. Hay quá. Bạn mình có muốn chui thử không bạn mình? Muốn. Mình nói bạn mình kẹt thì mình bỏ chạy thôi, chứ mình cũng không biết làm gì hết trơn á. Đó, nó có một cái lỗ ở dưới cái cột ngay chỗ này luôn mọi người. Đây là một trong những cái cột chính luôn nha, chứ không phải là dựng lên để cho chui qua đâu. Mình vừa mua vé đi cái đền gọi là Fushimi Inari. Chết rồi, hôm nay khang giọng luôn rồi. Mình sẽ đi trên line Nara. Chúng ta sẽ xuống cái trạm mang tên là Inari Station. Mình vừa đến được với trạm Inari vào lúc 9:30 sáng. Và trước mặt chúng ta bây giờ đang là cổng đền Fushimi Inari. Dọc theo ngôi đền thì ngoài cổng Tori thì chúng ta sẽ thấy rất nhiều hình tượng của những chú cáo. Chúng ta vừa từ ở đây bước vào ha, đang ở trong khuôn viên của cái này. Và ở trên sẽ còn rất nhiều cái đền. Và những cái đền và những cái cổng ở bên trên này kéo dài lên phía trên đỉnh núi luôn. Cho nên cái đường đi lên đền này nó không chỉ ngừng lại ở cái chánh điện ở đây không, mà nó sẽ là một cuộc hành trình rất dài để chúng ta leo núi lên bên trên ha mọi người. Đây là bên trong của chánh điện mọi người ha. Trên đây thì có những cái bức chạm khắc con phượng với lại con cáo trắng, rất là đẹp luôn. Và trong đây thì là khu vực để mọi người cầu nguyện. Ok, khu vực chánh điện đã xong. Bây giờ bắt đầu mình sẽ đi lên khu vực núi ở phía trên và đi qua cái dãy đền nghìn cổng. Và đây là sẽ là điểm khởi đầu của hàng nghìn chiếc cổng Tori. Vô thôi. Rất đông người luôn mọi người. Ở khu này không thể nào chụp hình được. Và đây, hàng ngàn cổng đền Tori ở phía trước. Bạn mình đang thắc mắc là không biết sao nó ghi những cái câu khác nhau. Nhưng mà thật ra hình như là ở bên tay gì của mình ta, tay trái của mình thấy nó ghi số, thì có vẻ là cái ngày được dựng cái cột lên. Còn ở bên tay phải là ghi chữ, thì có vẻ là tên của người quyên góp hoặc là cái công ty quyên góp.
thì nó sẽ là ở bên phía tay phải đây. Ở bên đây sẽ có một cái khu để cho mọi người hình như vô cầu nguyện và sau đó thực hiện cái nghi thức là nhấc cái tảng đá kia lên. Ở trên cái cột đền có một cái tảng tròn tròn, mọi người thấy không? Đó, người ta sẽ nhấc cái đó lên để xem có nhấc được không. Hình như dùng sức một chút thì sẽ nhấc được. Đây, sắp tới lượt mình rồi. Mình thấy là người ta sẽ tới nè, sau đó cầu nguyện trước, rồi sẽ xoa xoa cái cục sỏi đó, ô lô cục đá đó và nhấc lên. Nặng lắm á. Wow, chết rồi, cái tay mình yếu lắm, không biết nổi không đây. Cũng được, cũng khá là dài. Bây giờ thì còn khoảng chắc mấy trăm mét leo lên nữa là tới đỉnh núi. Tụi mình đang gần ở một cái quán kem ngay chỗ khu vực nghỉ này, ngã ba đường để ăn kem. Mình đang ăn một cái cây kem làm từ đậu nành, rất là ngon luôn, 450 yên. Và ngắm khung cảnh Kyoto bên dưới, gió mát mẻ. Ok, bây giờ thì mình đã lên được tới khu vực đỉnh của Inari. Đây, top of the mountain. Và đây là cái đền tuốt ở trên đỉnh luôn, điểm cao nhất. Mình sẽ đi lên trên này thử. Lần trước lên tới đây là mình rã rời luôn mọi người, toát mồ hôi luôn, tại vì họ đợt mình đi là mùa hè. Bây giờ thì đi mùa thu, nó thoải mái hơn rất là nhiều. Đây là khu vực phía bên trong. Yeah, chúng ta đã lên tới đỉnh của Inari. Dọc lối xuống bên này thì sẽ có một cái hidden gem. Ở trong đây có một cái nguồn nước chảy từ ở trên núi xuống. Mình sẽ đi vô đây quay cho mọi người coi. Nó giống như là một con hẻm vậy đó mọi người. Có rất là nhiều cái cổng to ly nhỏ và những cái đền. Đó, sẽ có một cái nguồn nước ở trên chảy xuống để cho mọi người có thể hơn. Ở phía bên kia đang có một cái Shiba cà phê, cà phê chó. Còn ở bên này thì là cà phê cún và cà phê mèo. Mức giá là khoảng 800 yên cho khoảng 30 phút mọi người ha. Wow. Ở trên con đường này có rất là nhiều thứ luôn. Ở bên ngoài đang mưa nhưng mà bên trong này có mái che thì cũng đỡ. Mọi người ơi. Ở đây hả, mình kiếm được mấy cái con này rất là hiếm luôn. Ở bên Thái không bao giờ thấy luôn. Việt Nam mình như cũng không có luôn, cho nên là mình phải chơi ở đây. Chứ không có giống bạn mình là gặp cái nào cũng chơi. Trời ơi, con này xinh lắm mọi người. Mình xin phép bỏ vô. Rồi, có điềm nữa rồi. Không, con nào cũng dễ thương hết á. Nữa rồi. Rồi, ra con tâm thể nữa. Bây giờ mình nên bấm cái này hay mình quay cái này? Đó, bấm nữa. Quay đi con nè. Tâm thể nữa hả? Không, phải không? Nghi lắm. Nãy mọi người đoán coi con nào. Tâm thể. Mình sẽ thích con này hơn. Hình như nó là con đó đó. Ý nó thiệt nè. Wow. Một con mèo đen. Yeah. Nó có bánh xe ở dưới á mọi người, cho nên nó hiếm lắm. Mình phải chơi ở đây chứ mình không có chơi ở Thái hay ở đâu được. Nè, kéo về cái nó chạy đi á. Hồi nãy mình mới chơi bộ này ở bên chùa nè. Không biết mình có quay chơi cái máy này không. Bóc được con này mọi người, tam thể. Nhưng mà mình vẫn thích con mèo đen hơn. Yeah. Dễ thương quá nè. Mình toàn chơi mấy con dễ thương thôi. Chết rồi mọi người ơi, con đường này quá nhiều cám dỗ. Ôi trời, nữa kìa. Ngoài sau lưng mình là cám dỗ cách cha bông. À, con đường này tên là Kyoto Shinkyogoku Shopping Street. Nó nằm song song với nhiều con đường khác ở bên kia nữa. Trời ơi, cái gì vậy trời, cám dỗ quá mọi người.
Ừ, cái giọng mình ghê quá. Mình mới chơi xong một con gacha bon 400 yên. Tinh thần mình sụp đổ. Ăn nhắm ăn, mặc nhắm mặc. Đi chơi ba đồ quỷ này. Ba đồ quỷ này xinh lắm mọi người, vô coi. Nè, bữa giờ bị ba đồ quỷ này tốn tiền quá luôn mọi người. Trời ơi, coi nè, biến thái chưa. Chết rồi, cái con đường này nó nhiều cái này lắm nha. Tụi mình đã tới được với chợ Nishiki. Cũng có bán rau củ tươi nè ha. Kìa, táo bơi vòng kìa. Nho nè mọi người, 1.000 yên được có một nhúm. Nguyên một cái kia là 3.900. Ôi, giờ ăn tới rồi, giờ ăn tới rồi. Wow, hải sản và thịt bò rất nhiều luôn. Ôi, coi cái con nha. Sò điệp kìa. Một miếng sò điệp là 800 yên cho loại bình thường, 1.100 yên cho có thêm cái uchi ở trên, và có thêm salmon, trứng cá hồi ở trên thì 1.100 yên. Wow. Và đây là con uchi nè, con nhum thì 2.000 yên. Ở trong chợ có một cái khu ẩm thực mọi người ạ. Thôi, rất là nhiều món luôn. Mình với bạn mình vừa chọn cái gyoza ăn với lại là gà chiên. Ở đây thấy có để hiệu là Michelin luôn. Supervised by Michelin Restaurant. Bạn mình đang gọi phần là 5 cái gyoza với lại 5 miếng gà, tổng cộng là 1.000 yên. Tiệm này có takoyaki luôn. Ồ, đây rồi. No salt is better. Ok. Rồi, lấy đũa hả? À, đũa bên đây. Ta-da. Rồi. Kiếm một cái bàn. Mình lấy một cái bàn. Đó là cái bàn ở đằng này. Đằng kia đi hả? Rồi, cái bàn ở đằng đây. Đây là cái bàn. Và mình đi mua thêm cái hộp. Xong, tiếp theo mình đi dạo dạo ở đây nha. Để mình xin tiền cái đã. Còn 2.000 nữa. Nhìn 2.000 dữ vậy. Trước đó, con gà, hai cái chiều. Bạn mình lại giao tiền vô tay mình nữa mọi người. Đây có scallop nè mọi người. Mực nè, thanh cua nướng nè. Đó, quá trời loại mực luôn. Ở bên đây là nghêu và mực và cua và tôm. Rồi, đây là bàn ăn của tụi mình. Mình vừa mới mua con tôm ở đằng kia xong. Không có tay có chân để quay nhiều. Và có thêm hai món này. Ok. Itadakimasu. A few moments later. Hiện tại thì tụi mình đang đi vào khu vực mang tên là Bontocho, nằm kế bên dòng sông chạy ngang thành phố Kyoto. Ở trong đây thì có rất là nhiều quán ăn, khá là nhộn nhịp luôn vào buổi tối. Đây phải không ta? Ôi full rồi. Tới quán rồi nè. This week the ball. This is already full booked today. Hope to see you next time. Rồi. Rồi, vậy là coi như full mất tiêu luôn rồi. How to make reservation? Put a name in order of the custom. Tức là nó sẽ có cái bảng ở ngoài này cho mình fill tên đúng không? Rồi, you can make reservation on the same day. We don't accept making reservation for other day. Rồi, tức là 11 giờ sáng quán mở cửa thì sẽ có một cái tờ ghi tên ở ngoài này để mọi người đến ghi tên. Đến trước thì sẽ phục vụ trước. Đó. Rồi chỉ đăng ký cái
reservation trong ngày thôi chứ không được đăng ký khác nè. Đây cái quán tên này mọi người ha, Kichi Kichi Omurice. Đây là cái món signature nè. Và còn nhiều món khác ở bên dưới nè. Và cái chú nổi tiếng là chú này đây. Đang nghe tiếng cười vui vẻ giòn tan ở trong kìa. Chỉ có chúng tôi chỉ có chúng tôi là đang ở ngoài này trong trời mưa giá lạnh. Ok thôi, ngày mai tụi mình rời khỏi Kyoto rồi. Hẹn chú một ngày khác. Năm sau chú. Đây là cái quán nè mọi người. Nằm trong một cái hẻm rất là nhỏ luôn á. The next day. Hi, xin chào buổi sáng mọi người. Hôm nay là ngày cuối cùng của tụi mình ở Kyoto. Và bây giờ tụi mình đang đi đến một cái flea market ở chùa Tochi, được tổ chức vào ngày 21 hàng tháng. Ở phía ngoài đã thấy bán rất nhiều đồ rồi nè. Ở đây là một gian đồ cổ nha, có rất nhiều thứ luôn. Đây. Ôi trời ơi, đồ nhìn đúng cổ luôn. À, Mokoshiba hả? Dễ thương ha. Bây giờ thì cùng đi vào chùa nha. Oh wow, ở bên ngoài này bán rất nhiều đồ luôn. Ngày 21 hàng tháng sẽ là cái địa điểm tổ chức cái flea market này ở Tochi nha mọi người. Wow, đông một cách hết hồn luôn á. Wow, đây là toàn bộ khuôn viên chùa. Quá trời luôn. Trời ơi, ở đây có một cái quầy bán cam và bán cả hồng luôn mọi người. Thôi, một rổ đó 500 yên. Đồ trái quá trời to luôn á. Bữa nay mà không đi về Osaka là tụi mình mua cái đó rồi. Wow. Trời ơi mấy cái túi hồng nhìn thích ghê luôn á. Wow. Cách bán cam quýt cũng khá là thú vị mọi người. Đưa 500 yên, anh sẽ đưa cho mọi người một cái túi. Đây cái túi ni lông màu trắng này nè. Rồi hốt được bao nhiêu mọi người hốt. Mình thấy người ta hốt rất nhiều luôn. Đầy bịch luôn á mọi người. Ok hốt xong thì cứ đi thôi. Vậy là xong 500 yên. Thích ghê luôn. Đã đời đã đời. Còn hồng ở ngoài kia hình như là có quy định là một rổ như vậy thôi là 500 yên. Mê quá. Wow. Ôi mấy cái hộp nó đẹp quá. Mình đã va, ánh mắt mình đã va vào cái hộp này. Ôi bên trong còn có một cái gì đó nữa. Cái ly. Oh, đẹp quá à. Trời ơi nhìn giống như bảo vật gia đình vậy đó mọi người. Xinh quá. Cái này thì nó bị mất cái quai ở trên. Chết rồi chết rồi chết. Đây có con gấu trúc ở trên này nè. Ghê vậy trời. Lại tiếp tục mở ra. Ôi rất là cổ của kỹ luôn đó mọi người. Ở trong có một cái ly gấu trúc luôn. Cái này chắc mắc cả nha. Cái này không, cái bự này 1-3 ngàn. Cái này chắc khoảng 1 ngàn. Xinh quá trời luôn. Wow. Xinh xắn xinh xắn. 2 ngàn 4. 2 ngàn 4 một cái. À đây giá nè 2 ngàn 3. Rồi bên đây còn có mấy cái cặp ly nữa nè. Trời ơi đẹp quá. Cái này 1 ngàn. Quá trời đẹp luôn á. Cái này giống như là một cái thú chơi hay sao á. Nó có rất là nhiều loại luôn. Rồi thú đá bên đây 300 yên nè. Dễ thương chưa? Cái mặt của mấy người hát hát tuồng. Wow, có nhiều cái đồ lạ lạ quá. Trời ơi. Trái hồng nè. Trái hồng hay trái bí đỏ? Trái hồng. Dễ thương. Wow. Đẹp quá. Có một cái cành cây thật gắn lên đây nữa.
Cái này chắc 800 yên quá, không thấy giá. 300. À 300 yên. Sao ạ? Ôi dễ thương. Cái túi xinh quá ha. Còn có bán mấy cái loại chỉ nữa mọi người, giống như chỉ vàng, chỉ vàng. Đẹp quá à. Quý một cái quầy của chú luôn. Nhìn mê ly quá. Wow. Ở đây có một quầy các loại côn trùng được làm bằng gỗ mọi người. Trời, mọi người coi này, chi tiết dã man luôn á. Mấy con dế, con cào cào. Đẹp quá. Ồ, có mấy con dế nhỏ nhỏ nữa. Ôi, có cả cái chuồng để đựng tụi nó ở đây nữa rồi. Đẹp quá à. Ôi, cái này xuất sắc quá. Ôi, nhìn mấy con chuồng chuồng bay. Quá là đẹp luôn. Ôi, mê ly quá. Đẹp quá. Trời ơi, mình mê cái chuồng đằng kia quá mọi người. Đẹp quá, đẹp quá. Ôi, mấy con chuồng chuồng đầy đủ kích cỡ luôn. Để cái mỏ nó lên trên cái cành cây thôi là nó tự balance, tự cân bằng luôn. Đẹp quá. Bây giờ thì mình đang tiến vào một vài khu vực chánh điện ở trong chùa. Ở đây có một cái quán ăn nhìn rất là hấp dẫn luôn. Cái này giống cà ri Nhật quá nè. Chắc là cà ri Nhật. Ờ, bên đây là những cái món onden hả? Onden. Có tà hủ nè, trứng nè. Rồi hình như là có mấy cái bánh gạo với lại củ. Củ cải. Những cái khoanh tròn tròn là củ cải trắng. Đó, còn bên đây là các loại chả cá với lại thịt. Nhìn hấp dẫn quá. Thôi một phần đó cũng được rồi. Cái phần đó, một phần căn bản, rất căn bản. Bây giờ thì tụi mình đang di chuyển vào Tokyo Station để tham quan cái trạm tàu này. Từ bữa tới giờ ở đây nhưng mà chưa có qua đây để tham quan. Mấy hôm trước thì tụi mình toàn bộ là đi vô cái cổng chính này xong đi thẳng vô lai tàu không à. Hôm nay thì sẽ ngừng lại để ngắm cái Kyoto Station này. Ôi, kiến trúc rất là đẹp luôn nha. Ok, bây giờ đi lên đây nè. Mình sẽ dắt bạn mình đi lên đây để nhìn cái ga tàu này. Và đây là không gian của Sky Garden ở trên đỉnh của Kyoto Station. Ở đây sẽ có những cái view lồng kính để cho mọi người nhìn thẳng xuống thành phố luôn. Chà, tối đây lên đèn là đẹp dữ nha. Đây là cái khu vực hồi nãy mình vừa ở ngoài vô. Đó, những cái bậc thang đi lên. Hả, mình đứng ở trên này. Xong rồi xuống dưới đây, đi qua đây ha. Wow. Ở phía này chúng ta có một cái đài quan sát. Trời ơi, đẹp quá. Xuất sắc thiệt chứ. Ôi, bên kia đang mưa kìa. Phía đó đang mưa. Phía núi bên đó đang mưa. Trời ơi, đồi núi chập trùng luôn. Ồ, Kyoto Station trước mặt. Trời ơi, quá là chill luôn. Ồ, cái góc bờ sông. Tối hôm qua cái khu phố Bon Tokyo là ở bên đây. Đó, nó kéo dài từ tuốt cái đằng kia xuống tới đây luôn. Và ở góc này, trời ơi,
Hôm nay trời quang này, nhìn được mấy núi đằng xa. Hôm nay thời tiết hoàn hảo để ra bờ sông ngồi luôn. Bây giờ đang là khoảng 3 giờ chiều, nhiệt độ đang là 18 độ C. Trời, quá là thích cái không khí này luôn. Ngồi bờ sông được khoảng 5 phút thì bạn mình đã quá là lạnh rồi mọi người. Và bây giờ thì tụi mình sẽ đi ngược về phía trạm tàu để đi ra lại Kyoto Station, về khách sạn lấy hành lý đi Osaka. Hẹn Kyoto một ngày gần nhất, chúng tôi sẽ quay trở lại vào mùa hoa anh đào chăng? Ai biết được. Cảm ơn các bạn đã chọn xem nội dung trên kênh của mình. Đừng quên nhấn like, share và subscribe trên kênh YouTube cũng như follow Instagram của mình để cập nhật nhanh nhất những hành trình du lịch sắp tới nha. Để không bỏ lỡ các nội dung thú vị khác trên kênh, các bạn có thể click vào video và playlist đang được gợi ý bên dưới để tiếp tục theo dõi.